Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel. Ngày hôm nay thì có hai người bạn cũng đang chuẩn bị, cũng đang tìm hiểu về những chú rùa, cho nên là có qua bên nhà mình để xem, đi tham quan. Wow. Giống này giống gì vậy bạn? Cái đó hả? Cái đó là rùa common. Common la với lại Florida. Con này á hả? Đúng rồi. Con này nuôi được hơn 5 rồi. Hơn 5. Lúc đầu là tao nuôi là nó nhỏ bằng con ở dưới này nè. Đó, con dưới này là giống khác nha. Con dưới này là dòng khác. Ủa, con này không phải là common luôn hả? Con đó là nhìn nó giống, nó là dòng Florida. Nó với lại common nhìn nó hao hao nhau, nhưng mà nó khác một số cái đặc điểm nhận dạng đó. Thứ nhất là nó rất là dữ. Thứ hai là nó có nhiều cái gai đầu. Mày nhìn kỹ lên cái đầu của nó đi, mày sẽ thấy là nó nhú nhú những cái gai lên. Nó dữ lắm. Con đó là nuôi hầu như là khác biệt là gì? Cái gai đầu hả? Cái gai đầu. Con này cũng có này á. Cái mặt. À, cái con này nó không phải là common thuần, nó là lai. Nè đây nè, con này là con rùa common thuần nè, còn con này là con rùa Florida. Cái con ở trên này là nó lai giữa hai con này. Common thuần. Ừ, mày nhìn kỹ cái mặt của nó đi, nó khác với cái con kia. Nhìn cái mặt của nó hơi ngu ngu á. Với lại nó không có nhú nhiều cái gai trên đầu như cái con Florida. À, tức là để đặc điểm nhận dạng giữa hai dòng đó là Florida sẽ nhiều gai đầu hơn. Với lại cái mặt của nó nhìn nó sắc, nhìn nó dữ hơn rất là nhiều. Hơn, đúng không? Đúng rồi. Còn con bên đây nhìn giống heo. Con bên đó nhìn nó hiền lắm ba. Cái con ở trên là một cái thành phẩm mà la giữa hai con ở dưới, cho nên là nó vừa có nhú nhú một chút xíu gai, mặt nó cũng hơi dữ. À, mà nhìn nó giống bát giới ba. Ừ, mà nó cũng nhoi lắm. Còn con này sao vậy? Con bên này á hả? Con này giống rùa cổ đại vậy, giống gì vậy? Này là rùa cá sấu, rùa alligator. Alligator. Mày có muốn cầm nó thử không? Con nó thì hiền lắm, con nó dễ cầm. Thôi ba, cắn sao ba? Không, con này mày thử cầm đi. Con này người mới nuôi lúc nào cũng cầm được á. Thập tay vô cầm, cầm hai cái mai nó lên nè. Cầm hai bên á. Cầm ra ngoài. Coi chừng rớt xuống đất nha mày. Rớt cái là chết tao luôn á. Con này là rùa cá sấu á hả? Ừ, cái tên tiếng Anh của nó là alligator. À, snapping. Con này giống rùa cổ đại quá, nhưng cái mai của nó có gì khác? Nếu mà nhìn kỹ thì nó khác hoàn toàn luôn á. Thứ nhất là cái đầu của nó nhọn và nó to hơn cái con common. Xong rồi cái mai của nó cũng khác, mà nhìn kỹ cái mai đi. Cái mai của nó gồ lên, nhìn nó nhọn lắm. Mai nó gồ hơn nhiều quá ha. Ừ. Kiểu mày giống như đá. Cái thứ ba nữa là cái cặp hàm của nó á. Mày nhìn ngang á đó. Ừ. Cái bên này sao? Con đó thì cái hàm của nó không có nhọn, nó không có quặp vô trong cái con Ali. Ừ. Quặp ra giống như là cái mỏ của con diều hâu đúng không? Ừ. Với lại cái đặc tính là con này nó không có nhoi. Đúng. Lúc nào nó cũng nằm im. Nó lành tính lắm. À, nó lành lắm, thử thử đút tay vô miệng nó. Nhưng mà có điều là thôi bỏ đi, nó cắn tao giờ. Sao mày à? Chứ cũng nguy hiểm lắm á, đừng đùa nữa. Mày đang tìm hiểu hả? Đang chuẩn bị nuôi hả? Thấy cái này nó cũng hay hay. Chỉ có điều con này nó bất động quá. Ừ, con nó nuôi thì nó hơi nó hơi như con này thấy không? Đúng rồi. Ví dụ mà mới nuôi mà nuôi cái con cái dòng này nè thì nó vui lắm, nó nhoi. Còn con này giống như là kiểu đúng là cá sấu này có không? À, nó lù đù vậy á. Lù chỗ vậy đó. Nó lực cắn của nó mạnh lắm. Cắn lũng tay không ta? Lũng chứ. Đúng không? Thôi đừng có thử, tao bị nó cắn lần rồi. Bây giờ đang trong thời gian dịch cho nên là đeo khẩu trang hết nha các bạn. Ủa chứ mình thấy bạn còn có con nữa mà. À, con kia hả? Con kia núp rồi, con kia cất chỗ khác rồi. Tại con đó là con ruột cạn. Rồi
không có đẻ chung trong cái dòng này. Rồi em uống vitamin C không? Hả? Sao hả? Hỏi lại. Cái gì? Vitamin C hả? Vitamin C không? Con này nó cũng phải hấp thụ cái vitamin C bằng cách là phơi nắng chứ nó không có. Ừ. Phơi nắng là vitamin C mà. Vitamin hả? Hấp thụ, nói chung là hấp thụ ánh nắng vô cái mai của nó. Ủa này, tức là lâu lâu cũng phải đem những rùa này ra phơi nắng luôn. Đúng rồi, phải tầm như một tuần là phải phơi một lần để cho nó hấp thụ ánh nắng vô mai. Thứ nhất là nó phát triển, thứ hai là nó tiêu thụ cái thức ăn, nhờ cái ánh nắng nó vô nó giúp tiêu thụ thức ăn dễ hơn. Ồ, chỉ bình thường là ví dụ mình nuôi những con này thì mình cho nó ăn gì vậy? Thì ăn cá, tôm, tép, nói chung là ăn các loại thịt tươi sống thì nó sẽ tốt. Nhưng mà chủ yếu là ăn cá, ăn tôm là nó sẽ rất là tốt. Còn cái mai này mình có cần phải vệ sinh cho nó thường xuyên không? Cái mai vậy, mai thì nếu mà muốn đẹp thì tháng lấy ra chà lần, giống chà chân vậy á. Lấy bằng chải chà chà nó. Ừ, tại cái này nuôi trong nhà rồi cho nên nó mới được như vậy. Nếu mà nuôi ngoài trời nó mọc rêu lên nhìn nó. Rất nhiều, đúng không? Ừ. Còn gì hỏi nữa không? Còn gì thắc mắc nữa không? Vậy đáp luôn. Rùa này nó có bị VD giống chủ đâu. Mày điên hả? Tao làm gì có VD. Rùa này hả? Giới tính thì cũng không biết được. Tại vì chưa biết được ba. Khi nào có định, có dự tính gì để phối giống cho nó không? Phối giống thì phải, nói chung là lâu lắm, chắc cũng gần 10 năm. Nó phải đạt tới cái size nhất định hơn 20cm. Cái này không đủ hả? Không. Trời ơi, cái này nó còn em bé ba ơi. Cái này là chưa có được đâu. Cái này tao còn không biết, nó chưa biết nó là giống nào nữa. Làm sao vậy, là chưa biết được nhận diện được đợt thay cái luôn hả? Tại vì tao cũng chưa có kinh nghiệm mà xem cái con kiêu của nó. Cho nên tao cũng không có biết được. Nhưng mà nếu mà mới nuôi thì nuôi cái dòng này nó sẽ rất là ok. Sao? Bóc em này lên đi. Bóc em này lên hả? Em này thì nó nhoi lắm. Ta cũng cầm lên được chút xíu. Đấy à đâu? Sợ con này cầm không quen là dễ rớt lắm. Đúng là khác phải ngoài ngoài con kia ha. Con này nó nhoi mà nó mập lắm. Tại vì nó ăn nhiều lắm ba. Đặc biệt á, khi mà nuôi ấy ra, thấy á, nuôi thời gian rồi nó sẽ cắn bạn đó, có thể vuốt ve nó. Còn cái con kia thì không có đâu ha, con kia thì nó cắn đầu lắm. Rồi ba hết biết cũng hỏi gì rồi ba. Nè, còn có thắc mắc gì nữa không? Hết rồi bạn. Tính chừng nào nuôi? Chắc mầm 2 tây. Mày điên. Thắc mắc hả? Nãy hỏi rồi đó. Rồi. Có bị gậy không? Mày có thể thắc mắc cái gì đó khác được không? Cái gì ba? Không biết rồi ba. Ừ vậy thôi. Thắc mắc gì không Vũ? Vũ chỉ nuôi rùa cạn thôi. Vũ, mà Vũ cũng có nuôi rùa nha. Bữa nào Vũ đem rùa qua giao lưu nè. Vũ bỏ ba lô. Vũ nuôi rùa có hành động mà ngược đãi ông Nhật đúng không? À. Rồi thôi. Xin chào các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.